Hôm nay em lên sóng cái clip số 24 này là 1,5 triệu, không mà cả. Đấy. Chân cườm, các bạn mắt nhìn, mắt này. Ngực hồng. Đấy. Con chim đáng đồng tiền. Đó. Bộ to, người bắp chuối. Con này gáy gù thì không phải bàn cãi về giới tính rồi. Nó là chim đực, em cam kết cho các bạn. Đấy. Các bạn nhìn con chim đực các bạn biết ngay. Bắp chuối rất to. Đấy. Các bạn nhìn cái đường nét của nó. Chân, hàng móng vảy rất đẹp. Kênh của em thì em review gần như là tuyệt đối là chính xác từng cm cho các bạn mua chim. Đấy. Clip này clip 24 nhé các bác nhé. Giá 1,5 triệu đó. 1,5 triệu dành cho anh em nào chơi những chú chim, một con chim đực thôi. Đấy. Các bác treo dàn chơi chim chọi, vực mồi đều được hết, hoặc là ghép vào chim mái, đây là giống tốt. Đấy. Đuôi vẫn còn nguyên. Đấy. Chim rất là ok luôn. Rất đẹp. Đấy. Rất đẹp, rất to. Đấy. Các bác nhìn, các bác theo dõi. Đấy. Em động ở đây chút cho nó đứng gọn gọn con chim này cho các bác xem. Đấy. Các bác nhìn tổng thể con chim có đáng đồng tiền không? Rất đáng đồng tiền để chúng ta chơi. Nhìn này, con chim rất đẹp. Đấy, nó sắp bay nhảy kệ nó, cho nó bộ lên. Đó. Rất đẹp, đẹp trên từng cm luôn. Các bác nhìn này, con chim đáng đồng tiền chưa? 1,5 triệu các bác nhấc máy lên và alo ngay cho đồng chí Thao, 033 5305 982. Dành cho các bác chỉ chơi một con thôi nhá, lòng chân đỏ. Đấy. Giá này là chưa có vận chuyển các bác nhá. Đấy. Chim rất thuần. Clip 24. Các bạn nhìn thấy cái đường đường vách ngăn của cườm chưa? Rất rõ ràng. Chỗ nào cườm là căng đét thẳng tưng luôn. Đấy. Mắt của nó rất đỏ. Nhìn các bác nhìn thấy cái màu ngực của nó rất đẹp. Đấy, màu ngực rất đẹp. Đấy, cái dáng bắp chuối trườm chim, con chim cái tư thế bậu của nó rất đẹp. Đấy. Các bạn nhìn thấy cánh chéo. Đấy. Xem ra clip nào là các bác nhìn. Đấy. Đuôi cố gắng là review từng cm cho các bạn. Còn bên cạnh giật mình cái nọ. Đấy. Thì thường em hay ra clip vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Các bác có thể đăng ký kênh để theo dõi, bấm vào nút chuông để nhận cái thông báo trên cái thiết bị di động của các bạn. Đấy. Các bác nhìn thấy cái con chim. Con này thì em bảo hành tuyệt đối các bạn là chim đực nhá. Tuyệt đối luôn đấy. Không có gì phải bàn cãi cả. Đấy, các bạn nhìn thấy nó di chuyển. Con chim rất đáng đồng tiền. Màu sắc rất đẹp. Đấy. Clip 24 nhá. Clip 24. Sóng tiếp.
nhìn rất đáng đồng tiền, rất to, rất to, bộ rất to, độ thuần rất cao, con chim rất đáng đồng tiền luôn. Các bạn theo dõi và đăng ký kênh. Chim rất đẹp. Số điện thoại của em là 033 5305982.